Vâng, em xin chào các anh nhá. Đấy. Đây thì em lại lên cho các bác ở đây là một cặp loa tép nhá. Loa tép. Đấy, loa tép này thì nó đã được lên sẵn chân để các bác làm tép rời luôn rồi. Ở đây là cặp loa tép của Onkyo, có mã là con TVK3158E. Đấy, 3158E nhá. Đấy. Dòng đời rất là cao của Onkyo luôn. Loa từ kép. Đấy, các bác nhìn này, loa từ kép rất to. Khủng. Đấy. Đường kính từ của nó lên tới tận 6,5cm luôn nhá. Đây là từ nhỏ là 6 này, từ to là 6,5cm này. Đấy. Khủng khiếp luôn nhá. Đấy. Thế con này thì là có sẵn luôn tụ cho các bác đây rồi nhá. Thì các bác chỉ về chúng ta là nối dài dây ra thêm để chúng ta sử dụng thôi. Đấy, nối dài dây ra thêm mình đấu xuống dưới cái kẹp loa. Nếu như mà cái vị trí kẹp loa của nó là gần mà chúng ta kẹp luôn vào đây thì là tiện luôn rồi. Thì không phải đấu thêm dây loa ra nữa. Còn nếu như mà thiếu thì các bác có thể đấu thêm dây loa ra nhá. Đấy, nó có sẵn tụ ở đây rồi. Thì tụ này là tụ tháo máy của các cái loa bãi. Đấy. Nên là tụ chuẩn luôn, tụ xịn luôn, rất là ấy luôn nhá. Hai tụ, một to một nhỏ. Đấy. Đấy, tụ chuyên dùng cho tép luôn. Đấy. Đấy, con này được độ sẵn chân đây rồi. Để về các bác chỉ việc ấy. Còn bác nào không lấy chân cũng được nha, bác nào không lấy chân cũng được. Bác nào này thích tép rời không thì bỏ cái chân này ra nha, em sẽ bỏ chân ra cho các bác. Chân này thì là em gắn thêm vào đây thôi, cho các bác nào về mà nó muốn nó gọi là ăn liền luôn, mình ăn liền luôn thì chỉ dùng được luôn làm tép rời nhá. Đấy. Nó có sẵn tụ tép rời rồi mà. Đấy, về làm tép rời được luôn. Đấy. Đấy, mình ăn liền luôn nhá. Đấy, tép này thì với những bác nào muốn độ để độ thùng nhá thì là đây. Tép này nó có chiều đường kính là 10,5cm nhá, 10,5cm. Đấy, về độ vào các cái loa mà nó có lỗ tép đang khoét là 10,5 thì ok luôn này. Đấy, loa tép mà chép mà đom. Đấy. Nón lụa mắt mèo nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, con này nó là cái nón của nó, cái là cái nón màu vàng nâu nâu như mắt mèo cái này. Và bên trong mình có thể nhìn thấy ở bên trong nó ẩn hiện là cái côn ở bên trong. Thế và khi mình nhìn vào gần vào đây mình nhìn nó giống như là một cái đồng tử mắt mèo vậy, nên người ta hay gọi là mắt chép đồng mắt mèo đó. Các bạn nhìn thấy không? Rất là chất nhá. Đồng chép này tiếng rất là hay luôn. Đấy. Rất hay tí tách. Đấy. Con chép này công suất là 25W, trở kháng 5,5 ohm nhá. Đấy, Onkyo TVK3158E. Đấy, đã được gắn sẵn chân và đã được đấu sẵn tụ. Đấy. Thì bác nào cần về làm tép rời luôn nhá thì có thể lấy những con này về làm tép rời. Đấy. Ok nhá. Thì giá của con này là đi 590.000 nhá. 590.000. Đấy, 590.000. Đấy, còn bác nào mà chúng ta không lấy chân, không lấy tụ nhá. Lấy chân không lấy tụ thì em thì các bảo em bỏ chân bỏ tụ đi cho nhá. Đấy, bỏ chân bỏ tụ đi. Đấy, thì là nếu bỏ chân bỏ tụ đi thì là các bác bớt cho em là 80.000 đi nhá. 80.000 đi. Là 590.000 là còn 501 cái đôi loa tép này nhá. Thôi tính tròn 500 đi cho nó dễ nhá. Bác nào lấy thì nếu như lấy không cái này là 500 nhá. Lấy không cái đôi tép này là 500. Còn nếu cả chân thì là 590 nhá. Thì bác nào mua liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0966594581 hoặc 0979891682 nhá. Em xin kết thúc video ở đây. Và xin hẹn gặp lại các anh, các bác, các cô, các chú ở những video tiếp theo của bên em. Vâng, xin chào các bác, các anh. Vâng.